khởi nghiệp số với khoa học dữ liệu IT5305. Yêu cầu phải đọc cuốn của Eric Ries, khởi tin gọn 5 chữ ấy, một chủ đề, hai chủ đề, ba chủ đề, bốn chủ đề, năm chủ đề. Thôi phải đọc và ghi chú lại để xem mình chỉ bàn tiếp. Ai ơi, tuần đây đọc cuốn sách hơi mệt. Sách đâu rồi nhỉ? Đây rồi, tin gọn của Eric Ries. Thế nào, có gì mà quan tâm? Ai xem nào. Tưởng tiếng Anh và tiếng Việt tiện đỡ phải đọc tiếng Anh hơi mệt rồi. Thế nào, khởi nghiệp rồi. Thúc đẩy đã bị tự toàn cầu học chúng. Làm thế nào nhanh chóng nhận ra điều thực hiệu quả? Rồi tôi develop cooperation. Quy trình mới và công nghiệp khởi nghiệp tinh gọn. À, mất 48 tiếng thôi, cũng được đấy, khá nhanh. Ây da. Diễn ra trong hiện tại, một mớ lùng nhùng giữa quá khứ tương lai, bối cảnh mà theo góc nhìn PowerPoint chẳng có xảy ra. Cách tiếp cận kiểu đọc rồi đáp ứng, việc tập trung không ngơi nghỉ, vào học hỏi có kiểm chứng, sự lo lắng không dứt khi đứng giữa đeo bám và điều chỉnh. Tất cả những chữ việc risk đề cao năng động của kinh doanh khởi nghiệp. Chả hiểu cái gì luôn. Ứng dụng ý tưởng cũ kỹ hàng chục năm về tinh gọn cả lĩnh vực khởi nghiệp vô cùng nhanh nhạy và kém chắc chắn. Quyển sách này đem đến câu trả xuất sắc, thực tế đầy đủ dẫn chứng và tài liệu tiêu chuẩn của quản trị học. Nào. Điều gì xảy ra nếu các doanh nghiệp ra đời và hoạt động rồi mới nhận ra điều khách hàng thực sự cần? Hay ngay yếu hợp lý. Khởi nghiệp tinh gọn đặt nền tảng để chúng ta tái hình dung gần như mọi thứ về làm ăn kinh doanh. Đừng để từ khởi nghiệp trong tiêu đề là bạn bối rối. Đây là quyển sách thiết yếu. Khởi nghiệp tinh gọn là cuốn sách căn bản mà mọi người sáng lập đều phải đọc. Nó giúp họ giảm thiểu thất bại bằng cách vạch ra cơ cấu một cách khoa học cho điều mà rất nhiều người cho rằng phi chính thống và đầy cảm tính. Nó đem lại những phương cách khả thi để tránh sai lầm trong những nghiên cứu sản phẩm, đánh giá thật nghiêm ngặt các dấu hiệu ban đầu từ thị trường thông qua học hỏi có kiểm chứng và quyết định liệu nên đeo bám hay điều chỉnh. Đó là những thử thách có thể làm tăng nguy cơ thất bại trong kinh doanh. Nguy cơ thất bại kinh doanh thì các em cũng sợ, mình chưa khởi bao giờ biết cái này cũng khó,
học cái này ra chủ yếu là đi làm thuê thôi. Bây giờ mà khởi nghiệp biết làm sao? Nào, một trong những thời đại mới và tư tưởng tuyệt nhất về kinh doanh quản trị được đọc. Đây là sách phải đọc không chỉ đối với các doanh nhân tôi từng làm cùng mà với các bạn bạn bè đồng nghiệp trong nhiều khác nhau. Tất cả họ đều không tránh khỏi bị mắc kẹt vào mớ thử thách. Trong kinh doanh, một công ty tinh gọn phải có hoạt động hiệu quả lâu bền, ai gọi đây? Lâu bền. Phương thức khởi nghiệp của Eric Ries là một cuộc cách mạng giúp bạn đưa ý tưởng làm ăn mới của mình đến mục tiêu cuối cùng là thành công và trường tồn. Trong cuốn sách bạn sẽ tìm được các bước, các chiến lược cải tiến để tạo ra quản lý về kinh doanh khởi nghiệp của mình từ những hành bạn thực tế. Đây vẫn cần thiết cho mọi doanh nhân thực sự sẵn sàng để tạo ra đội vĩ đại. Ai giả khó ghê nhỉ? Nào, đừng mất giả. Inchip nè, nào có gì mới không? Bắt đầu từ cuốn này, khởi nghiệp, cái giá không cần phải trả. Đúng rồi. Viết rất hay nhưng không biết thực hiện không được. Được nghĩ những việc xem việc giả gì mình cũng chỉ nhưng mà vô từ mang cho tắc thất bại à đau đớn tương tự chuyên môn giảng dạy quản lý đạo năm cùng thất bại hội đâu hoàn đấy tái cấu trúc cách tân khởi nghiệp hay cái lúc là rủi ro với tân vậy khởi tạo những bài học mà nếu không trả giá thì không thể học được phải trả giá nhiều hơn rất đắt học được ở những bài học đắt giá tuy nhiên những bài học không cần phải trả giá vẫn học được tại sao cứ phải trả giá à đó chính là điều tư duy phương pháp chắc chúng ta không phải thành công đồng thời cũng giảm thiểu cái giá đắt mà các nhà sáng lập và tái lập có thể trả trả quá trình khởi nghiệp tổng thể kinh doanh này là kinh doanh tao entrepreneurship trên thế giới nhiều vô sách về tài khởi nghiệp hay tái lập những cuốn sách cần dễ đọc dễ hiểu áp dụng thị trường dạy chiêu nhiều ít có chạy thức tool set thì min set chiêu trò công cụ phương pháp cụ thể nếu dạy thức thì dạy rất dày và dài ví dụ ra chính trị quản trị tinh gọn 300 trang à, còn chất không phải sách không phải tool set mà nó gọi là mindset cách nghĩ giúp chúng ta thay đổi cách làm đây là tư duy phương pháp sẽ không áp dụng cho những siêu tập đoàn toàn cầu áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ à, thú vị nhỉ? Công nghệ ví dụ khác sách cũ nhỉ, từ cái trường 212 rồi. À, còn một giới thiệu này, các bạn từng nghe giữa trẻ tài năng với là trường lại những thứ nó công nghệ mới này. Đây bạn bè nhân viên những trục vụ khởi nghiệp xây dựng công ty đầu tiên của mình lại à nhưng cũng có bóng dot com rồi cũng lại về mưa nút tiếp bạn công ty gửi thêm vài tháng nữa sắp đinh ý tưởng dạ dày chia sẻ profile à lịch trình cầu xuống đến tầm nhìn được bịp lao động chăm chỉ đến cuối cùng không hề là thành công tệ hơn nữa rất nhiều lời hứa nhân viên bạn bè thành vuốt cũng
chuyện xuất sắc chọn đúng điểm theo kiểu chuyện thần thoại nữa. Tôi đang tin rằng ở dưới giá sản phẩm có những chủ quan và xét việc cùng hàng trăm doanh nhân thấy chúng khởi đầu hẹn dẫn đến bại vụ hoặc là thất bại công và hiểm ứng nào chung. Tôi cuốn chúng ta thành cái gì thành công như điều không xảy ra, chỉ cần một đúng, đúng câu chuyện trên hàng quý trên tục và thất bại được khác à, có sẵn là biệt hộ, không có thứ đúng cần thiết, không tầm nhìn, không xuất hiện chỗ đó người khác nữa. Thành công không phải là hệ quả từ bộ gen tốt hay xuất hiện đúng lúc đúng nơi. Khởi nghiệp thành công có thể được kiểm soát bằng cách đi theo đúng quy trình. Điều này có nghĩa là nó có thể học hỏi lại, có thể truyền lại từ người này đến người khác. Tinh tinh khởi nghiệp entrepreneurship quản trị nó không đồng. Chúng ta có những hiểu đối lập khủng khiếp với hai từ kinh doanh và quản trị. Từ rất xịn là pro, sành điệu, sau khi họ lại thì rất nghiêm trọng, nhàm chán. Kinh doanh là pro, còn quản trị thì nhàm chán. Em hành tư mới họ là công khai, họ mang vĩ đại công nghệ avatar. Họ thêm lãnh đạo William Harper vẫn cái đoạn về sử dụng avatar để có những quan hệ tính cái phê à. Thế là Facebook của nghĩa avatar thật hơn khi tự mọi thứ trang đủ quất bán nhau ảo người dùng tạo ra cũng tìm kiếm cho trực tuyến phương hướng quy mô nhỏ cùng cái avatar chiều chạy một cá nhân ai vai trò thành viên được sáng lập và nó cũng bị công ty IMVU thay vì nhiều năm để hoàn chỉnh công nghệ khả thi tối thiểu đầu khá khủng khiếp để lỗi sản phẩm này trước hoàn thiện chu kỳ sau đó không ngừng nên chuẩn chứng rất nhiều vấn đề này. Những người chọn sử dụng phẩm mới thì nhìn xa thôi thì em không quan tin đợi những nguồn tham khảo thí nghiệm sản phẩm khách hàng không hiệu quả thì đánh ngựa bạn không nghe tôi văn bản phong nhiều công việc quản lý thì gọi thích ý tưởng của khách hàng và nhưng cái này không ngừng hơi tin gọn vận hành không để cho sản phẩm thất bại thảm hại ngoài thị trường nhé. Em nhận những điều này thật đòi hỏi kỹ thuật cơ tốt hơn những quy hơn tầm nhìn khá hơn sửa đổi để thất bại rất của tưởng mới sự công ty đây mới là lập sản phẩm thử nghiệm gần mới nhấn ngấy với bạn truyền thống Steve Blank là một vị trưởng tạm quảng cáo một công ty khởi nghiệp rất quan trọng với người định phẩm phương pháp nghiêm ngặt phát triển khách hàng customer development chỉ dẫn sự phát triển sản phẩm IMPU vị trí chính thống bên truyền thống thì phải có được bất phải thiếu ngôn ngữ thì cũng phải kiếm tưởng đọc sản xuất
Lý thuyết của hiện đại. Lean Machine, hệ thống của Toyota. Tôi phát hiện những áp dụng ý tưởng về cái không lớn 60 triệu avatar, 50 triệu đô la, xuống công 100 người, nhiều phết nhỉ. Chúng rủi ra vài năm 6 triệu món, 7.000 món. Startup lesson learned. Chẳng ai cần mới bốc đồng thiếu đầu tư không dựa ở cầu kinh nghiệm đây đã có mỗi ô tô thôi mỗi nơi phúc này. Furniture nâng cấp tinh vị thứ 3 sao. Chef of Information Organization Office. Bất kỳ người nào quản lý họ các nhà đầu tư doanh nhân khởi nghiệp khắp nơi không cần làm ra ra anh của tôi về điều kiện bất bình nghĩa là nơi kinh doanh là một quản trị thể chế cho các sản phẩm hoặc là công việc tại công ty hiện tại học hỏi có kiểm chứng kia phải tiền khoa học được đo lường hỏi đương nhiên đối với tăng tốc cũng xoay nào biến ít tưởng sản phẩm đo lường để xét khách phản ứng nghiên cứu điều chỉnh kế toán cải tiến khỏe bại sao tốt để chiến lược vững vàng xuyên suốt thì những đó hiệu quả khách hàng là ai rồi là như nào thứ hai thất bại của hệ thống này cứ làm tới đi đầu hàng của chơi nội dung niềm tin dần nếu hỗn loạn đáp án hỗn loạn đáp án đó thế nào tầm nhìn lèo lái tăng trưởng tăng tốc tầm nhìn mới quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp trong phần này nhân nhân định nghĩa khởi nghiệp diễn đạt phương pháp mới để công ty khởi nghiệp mình đã xem họ có thể không được. Phương pháp mới để công ty khởi nghiệp đánh giá xem họ có đang có thể hay không gọi học hỏi kiểm chứng được rồi ảo lại tinh gọn xây dựng đo lường hỏi
khó, bây giờ muốn bán cái gì cũng khó. Bán cái gì giờ? Mình là lớn luôn, thực hành cho xuất là chất gì? Nhìn đắp đuổi anh nhà siêu đẳng mới mình thành công 2010 thế kỷ thứ nhì anh quản trị thử thách làm cho khởi nghiệp ở đọc vào chán ấy, tác giả không còn nguồn không gì quan tâm. Phải mình đọc về cái gọi cái đọc cái này không hiểu tâm mà tầm nhìn này khởi nghiệp không? Kinh doanh chế đó hiển trị linh nhân thế nào cái cửa nhiên đó thập kỷ ấy vẫn chứng mà chỉ tổng hợp đấy là phải lịch sử chưa có nhân nào có nhiều thời như thời đại này, chưa bao giờ nhân lại nhiều thế này, chứng tỏ kinh tế toàn cầu giảm việc làm, công nghiệp chế tạo Mỹ hay qua sản lượng xe của Mỹ đang tăng 15% trong thế kỷ qua, ngay cả khi số lượng việc làm giảm, tức là hệ quả quản trị đại toàn cầu. Rồi. Chế tạo tổng cộng xuất để ngân sách cao này. Gốc rễ của cái tinh gọn rất tinh gọn phát triển Toyota từng công nhân làm được quy mô các nhóm những thời điểm kho để trình chủ trì nào linh nhân cho phép chúng bà có thể kiểm nghiệm được tức là tập trung tìm ra thứ đúng đắn để xây dựng thứ mà khách hàng muốn sẵn sàng trả tiền để mua cá nhân tốt tầm nhìn à? Khó nhỉ Henry Ford cơ tăng trưởng thị trường và khách hàng nghiệp đa dạng có thể cơ tăng trưởng
kỳ thân trọng đấy, mình lấy có lần choáng ấy, đọc đúng trang 36 bảo choáng rồi. À, vẫn có cái lửa hơi lái ô tô à, mà kiểu lửa thì siêu siêu mà chỉ sẽ nó là lửa khủng khiếp xui xẻo lửa lượng về lửa và cháy à. Khởi nghiệp được để viết những phức tạp vì vô lăng ngoài vòng xoay ai đi đâu đang làm cần kim chỉ nam tâm khởi nghiệp kinh doanh chiến lược tầm nhìn này chiến lược sản phẩm chém rồi chúng tôi lại có chém tối ưu hóa hãy điều chỉnh nhỏ đó nhỏ khách hàng mới phải là có tinh trình chơi chữ là entrepreneur nội bộ anh làm cách thực thi u cái đầu ấy chương một không hiểu cái gì luôn cái nó quanh quanh cũng quẩn gọi là cái gọi là cái khởi nghiệp sinh gọi thế nào u cái đầu